sao bữa nay nhìn vô cái máy này nó có vẻ nó bị mờ mờ sao ta? Họ mở cửa cho cái hơi của cái nhang ra tí xíu thôi. Hình như nó đang bị mờ mờ ảo ảo. Nằm đó nằm đâu bà? Trời trời, hồi nhỏ này nó nặng hơn tôi ông nội ơi. Không biết được. Nặng dữ lắm rồi đó. Hồi đó giờ ba cái nó nằm đó chứ nằm đâu bà? Đây. Rồi, tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn. Lương Mickey giờ nó lắng xăng qua bán hàng online luôn. Tạo drama xong bán hàng online. Hello mọi người, đa số là vậy đó. Thấy trang này màu không? Sao nó càng lấy càng lên nha. Nó chấp nhận, nó bỏ tiền ra, nó làm cho nhỏ kia nó lắp làm phải vài tỷ á, nó im gu đó. Nhưng mà nó vẫn chấp nhận. Hay ha. Ai con kia bóc phốt cũng đâu bị ảnh hưởng gì đâu. Hello mọi người nha. Rồi đóng lại được rồi đó bà ơi. Để mang làm ra hết. Biết sao? Tại vì bên đây nó không có hàng này, cho nên mình vô nó bị trống trải nè. Mẹ sale muốn hết đóng hàng bên đây. Đợi em xíu nha mọi người. Em dọn tiếp cái nhà cho mấy chị nè. Chống lóc hết trơn rồi đó. Nè dục xuống đây sale chưa giờ nè. Rồi mấy chị đợi em tí xíu nha, để em chia sẻ cái. Còn cái gì em xả cái đó, cho nên chị em mình lụm được gì lụm nha. Chuẩn bị 2 ngày nữa hàng về rất nhiều luôn, cho nên bây giờ em sẽ soạn bớt hàng để em xả cho mấy chị. Cái nào lụm được cái gì thì lên săn về mặt, còn mấy bà sĩ thì tranh thủ lụm về bán. Hàng này em bán dưới cho mấy chị toàn bộ là dưới giá em nhập không luôn á. Cho nên chị nào lụm được tranh thủ vô lụm về để dành mặt. Rồi đợi em tí xíu nha mọi người. Dạ mấy chị ơi, thấy em không? Chấm bài giùm em cái mấy chế ơi. Em thấy có mình em chấm. Không thấy chế nào chấm hết trơn, có một mình em chấm thôi. Ừ, mà giờ chị cũng nhớ không nhớ đâu. Rồi khách mới vẫn câu như cũ, inbox số nào thì chị qua giùm em nha khách mới ơi. Dạ đợi em đi xíu đi em ghi bài. Rồi đi xíu đi, đi xíu là chụp qua luôn. Rồi đó, tôi vô đó. Bà nào vô trước thì lụm trước. À, như ở trong góc đó đó. Trừ cái thằng dục cây quần lộn xộn, còn cây đó xuống đi cho hết cái cục đó luôn đi. Ừ. Cái đó là quần không phải không? À, còn cục lụa lộn xộn trên dục xuống luôn. Nè cục màu vàng. Ừ đó, rồi cái đó là bộ. Rồi em đẩy qua đi chị coi đó. Em đẩy đẩy cái đó qua chị coi. Ở trong là lụa 4x. Lụa 4x với satin. Rồi ok. Rồi riêng đùi. Không có riêng đùi chơi. Có đùi. Có riêng mà. Có đùi mà chân váy được không chị đẹp? Chân váy riêng đùi thôi nha, chứ không có đùi. Rồi cho chị cái cục lộn xộn xì ngọc đó. Rồi xả trước nha. Xả trước đi nhanh gọn lẹ nha.
Ôi cha, cái này có mango gì lộn xộn xì ngầu trong đây vậy? Thôi tại đi, có gì sale đó nha mấy chị ơi. Bây giờ thì nói chung lại là nếu mà bữa nay xả hết đó thì ngon, tại vì hai ngày nữa sẽ hàng về rất nhiều, cho nên là em sẽ gom bớt những cái hàng này đó. Chị em nào lụm được cái gì thì lụm nha, cái này là em xả tặng luôn cho. Rồi nha, lên đông đủ mấy chị ơi, khách mới nhớ giùm em số điện thoại, địa chỉ, inbox qua tin nhắn hoặc Zalo. Chị nào có Zalo inbox Zalo, có tin nhắn inbox tin nhắn Messenger cho em nha mọi người. Trời ơi, con đầm thái bé nè. Rồi 25-27kg về cho em một con đầm thái bé. Vải quá trời đẹp luôn, xuất sắc luôn. Bây giờ sale luôn nha. Đầm thái bé cho em 39.000. Con này bữa trước bán tới 59.000 đó. Nè, con nó đẹp nè mấy chị. Nè, 39.000 cho em đầm thái bé. 39.000 cho em nha. Cái này còn lẻ lẻ là một cái 39.000 đây nè. Chị biết này nè, 39.000 cho em. Con đầm này cơ hội ngàn năm luôn. Cái này bữa hỏng Nguyễn Ngân nào lấy mà có một cái một này thì xả đơn ra đó. 39.000, 25-27kg đổ về, 39.000 dùm em. Rồi TC em còn bộ mấy chị ơi, TC nè. Lên cho em bộ TC dài 55kg về. TC dài nè, bộ đẹp ghê cho. 39 cái gì thì lên đồng nát cho con. Comment cho em TC dài nha, toàn bộ xả luôn 59.000. Bộ này là phải nói là dùng từ là xuất sắc luôn, 59.000. À, lấy xanh đen, comment xanh đen cho em 59.000 nha mấy chị ơi. Quá đẹp luôn, TC tăng ngắn quần dài 59.000. Rồi mango dập ly. Mango dập ly còn bộ 55-56kg về, mango dập ly nha. Còn bộ xả luôn 89.000 mango. Mango dập ly, comment cho em bộ bi 89.000 luôn đi, siêu cho mấy bà luôn. 89.000 bi mango. 89.000 cho em một bộ bi. Rồi, cái này Thảo Nguyễn nào ba cái áo luôn, hai cái áo luôn. Rồi có trụ nam 2X 49.000. Trụ nam 2X nha em, có cái màu vàng với một cái màu đỏ nha. Size 49 cho mấy chị luôn, size này size 65kg á. Đó. Trụ nam cho em size 4, size 2X nè. Size này size bự, size 65kg luôn nha mọi người. 49.000 có hai cái màu vàng và màu đỏ. Bi cho nam anh. 89.000 bộ đó là bộ mango. Sao chị không thấy thông báo của bên em? Chị ơi, bây giờ đâu có thông báo nữa đâu. Bây giờ hầu như Facebook nó không có thông báo nữa luôn á. Hình như là nó không có thông báo nữa chị ơi. Mấy chị nào mua quen biết em like buổi tối đi, mấy chị vô lựa thôi à. Chứ hầu như bây giờ là nó không có thông báo nữa luôn. Trừ khi nào chị nào tương tác nhiều với em á. Đỏ 49 với chị Thiền Linh nè. Ai lấy vàng comment vàng nha, hai cái đều size X. Trừ khi nào mấy chị tương tác với em bằng cách, ví dụ mấy chị thấy không, lúc nào em cũng đăng bài đăng hình để cho nó có tương tác. Mấy chị nhấn like hoặc là mấy chị comment lên, ví dụ em đăng cái hình gì đó lên, mấy chị vô like, nhấn nút like cho em hoặc là comment alo hello gì đó là nó sẽ có lượt tương tác. Lúc đó là mấy chị em like nó mới thông báo. Còn bây giờ là bạn bè là nhiều khi nó cũng không có thông báo bạn bè luôn. Cho nên ai biết em cứ tối tối vô trang em là thấy em like thôi. Chứ giờ mà đợi thông báo là nó không có thông báo nữa đâu mấy chị ơi. Rồi lên cho em một con nam thái 55kg về. Nam thái 55kg về nha, 45.000 luôn. 45.000 cho em. Vàng đỏ, còn màu vàng nha chị Sáu Châu ơi. Sáu ào ào sắc sáu á. A à, o ừ chị đó 49.000. Coi chị cái đỏ còn hay ít không. Sáu Châu nhớ inbox qua giùm em nha. Ruby Nguyễn đây, khách mới inbox giùm chị đi em ơi, chưa có thông tin chị chưa có chốt đơn được đâu nha. Ruby Nguyễn này avatar lại là hình ảo nữa rồi. Comment cho em thái đen lập của nam nha, 55kg về. À lấy đen anh L đó, comment em sale 45.000 đen anh L đó. Rồi một
Một cái đen số 2. Ai lấy đen số 2 comment cho em đen số 2. Đen số 2 cho em hả sai ý hả? Cho bà cái một ít cũng được. Nó chênh lệch nhau 1-2 ký à. Ruby Nguyễn có mua chị mấy lần rồi. Ồ vậy hả? Ừ có mua rồi thì ok. 49. Ừ. Rồi chị nào lấy đen 2 comment cho em 49.000. 55kg size. Đây cái này là size 55kg anh L nè. Yến Nhi nè, khách cũ hay khách mới em ơi. Cho Ruby Nguyễn. Ruby Nguyễn đen 1 45. Cái này là áo thái xịn đó mà tôi xả 45 luôn á. Đen 2 cho Kim Thoa Nguyễn. Mấy chị lâu ngày mà mới mua lại nhớ inbox giùm em nha. Kim Thoa Nguyễn. Mấy chị mà lâu ngày mới mua hàng lại nhớ inbox qua giùm em một cái để cho nó nhảy tin lên. Cái đó là gì vậy? Còn gì? À bộ hả? Ok. Đen ai hết rồi nha. Rồi lên cho em bộ. Ừ inbox qua giùm tôi cái cho nó nhảy tin lên. Rồi lên cho em bộ lụa tiểu thư tay dài quần dài 55kg. Tôi bán tặng cho mấy bà bộ này mua về mặc cho nó sướng nè. Tôi bán tặng cho mấy bà bộ lụa này 55.000 thôi. Mấy bà mua về mặc cho nó sướng. 55.000 cho em quần có túi tay dài quần dài 55kg về. Chị nào lấy gấu vàng comment cho em gấu vàng 55.000. Gấu vàng 55.000 cho em. Ok ok có nhắn rồi thì nó sẽ nằm đó thôi bà ơi. Tiểu thư cho em 55kg về 55.000 luôn. Yến Nhi, mấy bà ơi, mấy bà nhớ nhắn tin qua cho em một cái để nó nhảy tin lên nha mấy chị đẹp ơi. Nhớ nhắn tin qua giùm em. Yến Nhi này. Trời ơi. Đợi tôi tí xíu. Yến Nhi này kết bạn bên nào em ơi. Quá trời Facebook tin Yến Nhi luôn nha. Yến Nhi này nhắn tin qua giùm chị cái đi cưng ơi. Trời ơi tôi sạch lên một cái nó lên 100 cái Yến Nhi luôn. Đâu biết Yến Nhi nào đâu chốt. Nha. À chị biết Ruby Nguyễn rồi ok em. Chị nhìn hình trong đây chị mới biết nè. Thôi Yến Nhi quá trời luôn. Đâu biết Yến Nhi nào đâu chốt. Yến Nhi nhắn tin qua giùm chị đi em ơi. 55 cho Kim Tiền. Kim Tiền hình như ở đây hay á. Kim Tiền dục qua bên Dũng đi. 55 hả? Ờ vậy hả? Ờ vậy bỏ nó đi mai soạn cho nó luôn. Ăn có mấy món hả? Bữa trước còn một bộ. Dạ bữa trước đừng tính chị ơi. Giờ lựa cái đơn này giùm em đi. Bây giờ lựa đơn này giùm em đi nha. Đơn bữa trước có món chắc xả rồi. Inbox qua trước đi đặt em ơi. Rồi lên cho em một bộ màu đỏ. Tiểu thư lụa tay dầu dài xả 55 luôn. Lụm đi mấy bà. Không có nhiều đâu mấy chị ơi. Lên cho em gấu đỏ nè 55.000, 55kg về. Lựa lại giùm em đi chị. Có riêng đùi không? Có riêng đùi chị đẹp ơi. Quần ghim ngố lưng cao không có luôn. Rồi comment cho em. Quần bây giờ chỉ có quần công sở tiết mưa thôi. Hoặc là chân váy riêng thôi. Không có quần riêng đùi ngố. Ngố đùi không có. 55kg về comment gấu đỏ cho em. Em sale bộ lụa này có 55.000 nha. Chúc Trần này là ai chị ơi? Mấy cái chị khách mới này nói giùm em biết khách cũ hay khách mới giùm em đi. Nếu mà khách mới inbox số này thì chỉ qua giùm em trước rồi vô đặt hàng. Rồi comment cho em gấu màu kem. Trời ơi mấy bà tiểu thư này mặc sướng đời luôn. Sale có 55.000 mấy bà ơi. 55kg về mặc đẹp luôn nha. 55kg về mặc đẹp luôn. Đây lên cho em màu kem. Tay dài quần dài lụa 55kg về màu kem cho em. Mua chung SK là cái gì? À mua chung sáu châu cái gì? Không. Mua chung với em. À Kim Trúc Trần là chung với lại Kim Tiền phải không? Kim Tiền là ở gần nhà em phải không chị ơi? Vô nhà lấy phải không? Rồi em ghi cái bộ màu đỏ đó em ghi cho Trúc Trần đây chung với Kim Tiền. Kim Tiền mới ghi á. Sửa giá cũ như nào. Sửa lên số 6. Màu kem cho em 55.000 màu kem. Kem cho chị Lê Ngọc. Chị Lê Ngọc ơi, chị Lê Ngọc chưa có cho em thông tin đó nha chị Lê Ngọc. Chị Lê Ngọc chưa cho thông tin nha người ơi.
Người ơi, người ơi. Rồi bây giờ lên cho em con lụa đùi đi. Bữa đó em vô nhà lấy. Nói chung là ai gần nhà thì vô lấy giùm em nha. Để lâu quá nhiều khi em sợ tới sợ lui nó lạc á. Rồi lên cho em bộ lụa đùi 55kg về lụa đùi này. Bữa nay em xả luôn cho mấy chị 50.000 lụa đùi. Mặt không đẹp không lấy tiền. Lên cho em lụa đùi 55kg về sale 50. Chị nào lấy bộ này comment số 1 cho em 50.000. Nè mấy chị coi vải lụa nè. Hàng này ngoài chợ bán 80-90.000 đó. Em bán cho mấy chị 50.000 lụa đùi. Chị nào lấy comment số 1 cho em số 1. Số 1 cho em lụa đùi 50. Bán chẳng tiền cho chị em mình về mặt luôn. Hàng này em bán 59.000 đó. Bây giờ em sale 50 á. Gửi rồi, ok, gửi rồi thì được rồi chị. À cái này gửi hôm qua đúng không? Thứ sáng em đâu có nhận tin của ai. Comment cho em lụa đùi 50.000 không? Không biết chị ơi, em đang sale lộn xộn nha. Cho nên ai mua được gì thì coi lựa giùm em. Cho chị Nguyễn Mỹ Hạnh một bộ lụa đùi mấy chị ơi 50k. Lấy cái đầu dán lại Thảo. Lấy cái cuộn băng keo xuống dán lại đi. Mấy cái đó nó bị xúc á. Để nó rớt tùm lum. Ai lấy đùi comment 50.000. Bữa nay là sale sập nhà luôn. Lên cho em đùi 50. Ai số 1 comment số 1. Lên cho em màu tím. Màu tím này số 2 cho em. Đồ đó em mặc nè đẹp lắm. Ok đẹp ha. Chị sale có 50.000 thôi. Ai mua lụa này rồi biết mà. Comment cho em số 2. Số 2 mấy chị ơi, số 2 50k cho em lụa đùi 55kg về. Comment số 2 cho em. Em còn rớt lại mấy mẫu nè, 50k giùm em nha, số 2. À lấy số 2, comment số 2 50.000 lụa đùi. Số 2 giùm em 50. Số 1, số 2. Đùi 50.000 nha. Rồi comment cho em con này số 3 nè. 50.000 giùm em. Nói tí xíu là người nóng lên nè. Nãy giờ làm thấy bà nội luôn. Comment số 3 cho em số 3. Con này hiện tại đang sale 50. 55kg về chơi. Đùi 60kg hiện tại em chắc hết rồi quá. Bây giờ còn lẫn 60kg thôi. Comment cho em số 3 nha. 50.000 số 3. Rồi em qua cái này là đùi. Đùi em còn mấy bộ 50. Rồi lên cho em bộ lửng. Bộ lửng này lụa thái 60kg về cho em bộ lửng nè. Mạc châu nè mọi người. Mạc này là mạc siêu đẹp luôn. Chị nào mua bên em biết. Bộ lửng cho em 60-62kg về có túi. Sale cho mấy chị bộ lửng này luôn. Bán tặng nha. Lửng 65.000 lửng. Sao không bỏ vô bao đựng rác mà dục như vậy. Dục như vậy ngày mai mẹ là người quét dọn đó. Uống xong mới dục vô cái bịch rác nha. Comment cho em lụa lửng mấy chị ơi. Măng gồ phối. Măng gồ phối còn. À quên đùi 60kg có chị ơi. Chị Trương Nguyệt Phoi lấy con măng gồ đi em sang xe 65 kìa. Chị nào lấy lụa lửng comment cho em 65.000 lửng. Dục cái gì cục đó chị xem ra cục ngay trên tay cưng á. Cục đó cục lụa sale luôn đi. Xả cục này đi. Cho vui. Măng gò phối còn size 3X, 4X hay gì đó. Rồi áo nam đây em còn con áo nam mới chơi hàng thái xịn luôn. Lên cho em một con áo nam size 1X 55kg về. Chị nào lấy comment cho em màu xám đen đi. Con này xả luôn 39.000. Lên cho em áo nam 39.000 size 1X. 39.000 nam cho em. Rồi lên cho em bộ phi lụa mấy chơi. Bộ phi lụa này size 60kg về nè. Mà màu vàng nha. Màu vàng em xả luôn 40.000 luôn bộ này. Màu này thì mặt nó hơi nổi chút xíu cho nên xả luôn 40. Chị nào lấy vàng comment vàng cho em. Bộ này bộ phi lụa 60kg về 40.000. Tay ngắn quần dài còn một bộ. Lửng cho chị Lê Ngọc.
Lẫn 65 nha chị Lê Ngọc. Ủa cái mạng giờ này nó mới nhảy lên rồi. Rồi comment cho em lụa đùi. Lụa đùi cho em 55kg về. Bộ này sale 50 luôn. Ai lấy đùi comment đùi. Lên cho em bộ đùi dâu đi. Em sale bộ này luôn nha. Đùi dâu 50.000 luôn. 55kg về đùi dâu 40 cho chị Kiều My Lê. Xả luôn bộ đó, quá rẻ luôn á. Chị Kiều My Lê 40. Dạ rồi. Comment cho em đùi dâu 55kg về. Bộ đùi dâu đó xem 50 đó mấy chị ơi. Về lụm về bận đi. Chả đẹp lắm luôn. Rồi lên cho em một con áo thái 55kg về. Áo thái xả 35.000. 35.000 comment đỏ thái 35 giùm em. Đỏ thái. Đỏ thái 35.000. Chào chị Nguyễn Ngọc. Ây chà, thêm Nguyễn Ngọc nữa. Đỏ thái cho em 35.000. Chị Nguyễn Ngọc ơi, khách mới anh bóc số điện thoại địa chỉ qua giùm em đi chị ơi. Chị lạ quá, chị khách mới nè. Khách mới anh bóc số điện thoại địa chỉ qua giùm em mới được. Rồi cu te Quảng Châu mấy chị ơi, cu te nè. Chị nào lấy bộ cô gái xám comment 60-62kg về. Đây lên cho em bộ cu te cô gái xám đi, sale luôn 45.000. 45.000 cho em bộ cu te. Bộ này là cu te Quảng Châu nha mấy chị, 45.000. Ai lấy xám comment xám 45. 845 giùm em. Cái này để mà bán tiền mấy kia. 45 cho chị Kiều My Lê. Xe bò đó 45.000. Nhắn qua tin nhắn messenger đi chị ơi. Không có cho trên line nha. Số điện thoại địa chỉ qua tin nhắn. Làm gì bẩn. Comment cho em bộ Latin. Lên cho em bộ Latin lẫn 60kg về. Bộ này giờ xả luôn cho mấy bà 65.000 nè. Bộ này trước em bán 89.000 nè mấy chị. Latin cho em. Lên cho em màu hồng sale luôn 65.000 hồng. Kìa lấy cái áo khoác của mẹ kìa. Với lên lấy áo khoác. Ở trên đầu con kìa. Comment Latin hồng cho em 65.000 60kg về. Bộ này mua chỗ khác mà không trăm mấy em mới sợ. Đứng lên lấy. Rồi lên cho em bộ lụa tay dài mấy chơi, lụa tay là dài. Lụa này lụa thái giùm em nha, 55kg về. Em còn hai bộ xả luôn nè. Xả luôn cho mấy chị 75.000 đó. Hàng này là 95.000 đó, giờ xả 75 á. Chị nào lấy lụa thái comment cho em tay dài 75.000. Đẹp ghê chưa mấy bà. Cái này là còn ít cho nên sale nha. 91 bộ này em về lại hàng mới là 95.000 á. Chị nào lấy tay dài comment cho em 75. 55kg về còn 2 bộ. Tay dài 75 giùm em. Rồi lên cho em bộ gấm lửng mấy chị ơi. Gấm lửng 55kg về và còn 2 bộ xả luôn 55.000. Một bộ màu đỏ, một bộ màu vàng. Một bộ màu đỏ, một bộ màu đỏ, một bộ màu vàng cho em bộ satin gấm lửng nha. Xả luôn 55 đi, còn 2 bộ. Chị nào lấy gấm đỏ comment đỏ cho em. Đỏ này đỏ đô nha mấy chị ơi, đỏ đậm á. 55.000 màu đỏ đô. Satin gấm. Rồi màu vàng cho em 55.000 màu vàng luôn. Ai lấy vàng comment vàng. 55.000 nha mọi người. Rồi em còn cái cục quần này em sale cho mấy chị. Mấy chị ơi chấm bài lên giùm em với mấy chị ơi. Một cái không gian im ru luôn. Mấy chị không chấm bài như vậy là nó sẽ bị ẩn, nó không có lên comment đâu. Phải chấm lên, phải tương tác lên mấy chị.
phải chấm bài, phải tương tác lên mọi người. Mấy chị ngồi im ru đó là thua luôn rồi, nó không có lên comment nha. Phải chấm lên mấy chị ơi, lâu lâu chấm rồi thả một hai cái tim đồ mấy bà ơi, để cho nó lên cái comment. Đừng có im ru mấy bà, im ru là nó sẽ bị trôi lung tinh đó, nó trôi lung tinh đó. Dục dục cho chị cục quần, nó trôi lung tinh đi đó. Lâu lâu chấm lên cái, lâu lâu chấm lên cái. Rồi em có cục quần này em sale nha mấy chị ơi. Trời ơi coi con quần len nè mấy chị, len tâm nè. Coi con quần len tâm nó đẹp nè mấy bà. Lên cho em quần len tâm 50-52kg về size S nè, 50kg về trang quần len tâm size S. Đây mấy chị nhìn nè, đẹp ghê chưa mấy bà. Lên trang quần len tâm size S, sale cho mấy chị con quần này luôn nha. Bây giờ kêu là bán tặng luôn 50.000. Con quần này là em bán 65.000, giờ sale luôn 50. Lên cho em len tâm 50.000. Nay là sale quá rẻ luôn rồi đó mấy chị ơi. Quần này mặc là không đẹp, không đẹp lên đây chở em. Lên cho em màu vàng, quần đó em sale 50. Đây màu, một cái màu nâu nè, một cái màu nâu cho em sale luôn. Con màu nâu này 49.000. Len tâm nha mấy chị ơi. Lên cho em con màu nâu 50kg về 49.000 luôn. Comment cho em len tâm màu nâu, màu nâu 49 luôn. Quần đẹp lắm mấy chị, ai mua quần Quảng Châu bên em rồi biết. Rồi lên cho em một con quần dạ size M. Dạ size M cho em. Đây, quần này giờ xả cho mấy chị luôn 55.000 dạ size M nè. 52kg về giùm em. Trời ơi đẹp ghê chưa mấy bà, 55.000 dạ M. Ai lấy dạ M comment cho em 55.000 dạ M. Quần này quá đẹp. Dạ em mờ hết rồi nha, không có còn có nhiêu là bán hết rồi đó. Dạ em mờ cho ngốc nghếch, dạ em mờ cho ngốc nghếch siêu 55. Rồi comment cho em một con quần đuổi, lên cho em một con quần đuổi màu xám mấy chị ơi, xanh L luôn. Quần đuổi màu xám xanh L 53-54kg về. Đuổi màu xám xanh L 53-54kg về. Em sell quần đuổi này 55.000 luôn. Đuổi xanh L giùm em. Comment cho em đuổi anh L. Thôi sell 50 luôn đi, 50 luôn. Đuổi anh L 50. Dạ hết rồi nha, còn đuổi anh L 50. Rồi lên cho em một con quần cô tông, cô tông ống bát. Trời ơi giờ này còn con cô tông ống bát đây luôn, size M. Quần này xả cho mấy chị luôn 45.000. Cô tông ống bát size L 45.000. Ủa xin lỗi size M. Quần cô tông xịn ống bát size M sale 45.000. 45.000. M anh L. Rồi lên cho em quần dạ sọc đi. Quần dạ, quần xạ sọc này em sale nè. SML cho em 3 size quần dạ, 3 size SML. Quần này ống bo nha, quần này em sale luôn 49.000. 3 size SML cho em sale quần dạ này 49.000 nè mấy chị. Đây mấy chị coi phơn quần nè, ống bát M45 cho chị Ánh Ngọc. Em sale con quần đó quá đẹp luôn á. Ừ đúng rồi. Comment cho em dạ, quần này sale 49.000 nha. Quần dạ ống bo này sale 49.000, 3 size SML. Size S là 50-52kg á. Nè size S nè, M là 54-55, L là 56-57. Chị nào lấy comment cho em 49.000, 3 size SML. Lên cho em dạ thể thao 3 size SML 49 luôn. Sale lỗ không, con này là 65.000 quần dạ đó.
thôi. Chị nào lấy quần dạ, quần dạ là 59 nhưng mà lô đó sale 45.000, 49.000 cho mấy chị đó. À, tới gì? Thôi tới bên đây đi. Tới lòng sổ bên đây luôn. Đã gì mà đã, chị sale mà đã. Sale banh sát mà đã. Nắm kéo đứt cái còng dây của mẹ giờ. Rồi mấy chị lên cho em một con bô rip nha mấy chị ơi, bô rip nè. Bô rip tay dài cho em. Áo này xả luôn 39.000. 50-52kg. Comment cho em vàng bô rip sale 39.000. Màu vàng 39.000 dùm em màu vàng. Áo khoác dù này 65kg xả luôn 25.000 nè. Khoác dù 65kg cho em 25.000. Chuẩn bị về cục hàng bơm trà bá lửa luôn. Của bà Thi Nguyễn ở Bình Dương. Thi dài nha. Thi Nguyễn. Mua chục áo khoác này nè. Rồi chục gì đó mua nhiều lắm, mua gì bán lại. Sợ luôn. Mấy bà này bán hàng mà đi bơm hàng của người khác rồi làm sao bán được trời. Chị nào lấy khoác đó em sale 25.000, khoác nó 65kg về. Không. Rồi comment cho em bò sữa. Lên cho em bộ bò sữa mấy chị ơi, bộ thái bò sữa đi. Bộ này giờ còn bộ xả luôn. 75.000 cho em thái bò sữa 55kg về. Thái bò sữa quần dài 75.000 nha, còn một bộ. Lên cho em bộ thái bò 75.000 thái bò. Thái bò 75.000. Thủy Tiên này là ai chị ơi? Khách mới inbox số này thì chỉ qua giùm em mới được nha. Ai lấy thái bò sữa comment sale 75 á. Rồi quần công sở em còn cái size S nè. Công sở em còn cái size S nha, xả luôn 65.000. Bò sữa thái cho chị Trang Thùy xe 75 luôn. Chị nào lấy quần công sở size S xả luôn 65.000 size S. Ai lấy công sở comment công sở 65.000. Công sở 65.000 giùm em nha. Chị Thủy Tiên ơi, inbox địa chỉ qua tin nhắn Zalo hoặc Messenger giùm em nha chị Thủy Tiên. Các bác dù 25 nha chị Thủy Tiên. Chị inbox địa chỉ qua giùm em nha. Qua bên tin nhắn hay bên Messenger đều được. Bò sữa 25.000 Thủy Tiên. Dạ inbox qua giùm em nha chị. Đây bộ phi lụa này nãy em xả 40 nè, em còn bộ nè phi lụa. Phi lụa này em sale 40.000 nha. 60kg về, tại vì nó còn màu vàng cho nên em sale 40. Chị nào lấy vàng comment xả 40.000. 40.000 giùm em màu vàng 40. Bữa nay là sale banh sát không đó mấy bà ơi. Lụm về để dành mặt nha mọi người, hoặc ai bán là ngon luôn. 40.000 giùm em. Đùi 60kg là măng gồ phối. Rồi comment cho em áo con sóc nè. Phi lụa cho chị Kiều My Lê 40. 55kg về comment áo vàng cho em đi. Mẫu này xả 20.000 màu vàng. Ai lấy vàng 20 comment vàng 20 cho em. Comment cho em áo 20k 55kg về áo 20k. Vàng hết rồi chị ơi. Thảo đứng lên lấy mấy bộ măng gồ phối qua anh chị đi. Đùi hả chị? Rồi lên cho em bộ tiểu thư 52kg về. Bộ này giờ xả 65.000 nè. Tiểu thư lụa cho em 52kg về 65.000 luôn. Chị nào lấy bộ này comment màu hồng cho em 65.000. 52kg về màu hồng. Màu hồng. Comment màu hồng.
cầm cho em 52kg về. Em xả luôn hai bộ này 65.000 nha. Rồi màu đỏ, set màu đỏ cho em 50-52kg về luôn màu đỏ. Sale cho mấy chị mấy set lụa này 65.000. Lên cho em màu đỏ mấy chị ơi, 65.000 luôn. Hái rộng còn nhưng mà không biết nó nằm đâu em ơi. Chị chưa có like tới giờ, chị đang sale lộn xộn. Hồng 65 cho chị Kim Mai. Comment cho em màu đỏ 52kg về 65.000 luôn. Rồi lên cho em bộ lụa 3D size lớn, size 62kg về lụa 3D nè. Lên cho em bộ lụa 3D, giờ còn bộ xả luôn 65.000. 65.000 comment lụa 3D cho em 65.000. Bộ này 60-62kg về cho em nè, 65.000 lụa 3D. Ai lấy lụa 3D comment 65.000 cho em. Rồi em còn một con quần u mì nè. U mì size S 50-52kg về. Chị nào lấy con mì size S comment nha. Mì size S xả luôn đi 59.000. Mì size S 59 luôn. Ai lấy mì size S comment sale 59.000. Lụa 3D 65 cho chị Nguyễn Mỹ Hạnh. Xả luôn cho hết đi. 3D 65 cho chị Nguyễn Thị Hạnh. Ồ Mỹ Hạnh chứ lộn, Nguyễn Mỹ Hạnh. Ai lấy u mì size S comment xả 59 luôn. Ừ. Mì size S 59.000. Lụa 3D hết rồi chị ơi. Đây em lên mang gồ đùi em sale cho mấy chị mang gồ đùi nha. Mì size S cho chị Trang Thùy 59.000 Trang Thùy. Em còn một bộ size số 5. Size số 5 là size 65-67kg. Một bộ size số 5. Con măng gồ phối này em sale 65.000 đó nha. Rồi em còn hai bộ số 5 hết mấy chị ơi. Em còn hai bộ size số 5 là 65kg. Đây em còn hai bộ măng gồ đùi phối. Xả cho mấy chị luôn 65.000. Chị nào lụm thì lụm. Em sale quá rẻ rồi. Lên cho em màu này comment cho em màu xanh đi. Ai lấy xanh đậu comment xanh đậu cho em. Măng gồ đùi phối xanh đậu này size số 5 giùm em nha, 65kg về. Size 5X đó mấy chị nè. Ông ơi chợ nó bán 150 bộ nè mấy bà. Comment cho em còn 2 bộ size 65kg. Rồi màu xanh dương này em còn bộ 60-62kg nè, xanh dương nè. Lụa đùi giờ em còn măng gồ phối này thôi nha mọi người. Đây màu xanh dương 60-62kg cho em xanh dương. Xanh dương. Đây nha chị ơi, size đùi măng gồ thì em chỉ còn mẫu phối này thôi nha. Rồi đó chị chịu thì em lên tiếp, còn không chịu thì thôi, nó màu nó vậy thôi, đi cho nhanh. Rồi đây là màu vàng nè. Màu xanh đậu, xanh dương, màu vàng. Đó. Màu vàng này thì còn size 60-62kg với size 65kg luôn. Màu vàng còn 2 size luôn. Cái đó là măng gồ đùi phối. Rồi qua cho em con khác. Rồi tay dài 2X em sale luôn 75.000 nè. Ồ cái này tay ngắn rồi. Tay ngắn mấy chị ơi, tay ngắn. Lên cho em lụa size 2X. Lụa size 2X cho em mấy chị ơi, 60kg về nha. Bộ này sale cho mấy chị luôn. Xả luôn nha, 70 luôn. Hàng này là hàng 90 của em đó mấy chị. Mà giờ rớt mẫu em sale 70 nè. Chị nào lấy vàng 2X comment 70.000. 60kg về vàng 2X 70. Vàng cái chị Thủy Tiên xả luôn 70 luôn. Hàng đó em bán 90, nó là lụa hàng đẹp luôn á. Vàng cho chị Thủy Tiên lấy rồi chị ơi. Thủy Tiên lấy rồi nha. Rồi comment cho em màu. Tay dài.
Tay dài 2X em xả luôn 75.000, comment cho em sọc. Sọc 75.000 cho em. Bộ này là tay dài 2X nha, 75. 65kg là mặt lụa, bên tôi size 4X là 65kg vừa. Cái này đang cầm là size 2X thôi. Comment cho em tay dài 2X C75 luôn, sọc. Chị Hồng Hoa ơi, khách mới inbox sáng nay thì chỉ qua tin nhắn giùm em chị. Comment sọc giùm em. Đây em còn một bộ gấm xịn nè mấy chị. Em còn một bộ gấm tay dài size 4X nè. Bây giờ em xả cho mấy chị bộ gấm luôn nè. Nguyễn Ngân ơi, em nhắn tin qua giùm chị cái nha Nguyễn Ngân ơi. Chốt cho Nguyễn Ngân đi. Em nhắn qua giùm chị cái để chị biết em là ai nha. Nguyễn Ngân C79. Rồi comment cho em bộ gấm size 4X em xả luôn. Ôi lột, bộ đó 75 nha tao ơi, chị đọc lộn. Bộ gấm này mới sale 79.000 nè, size 4X nè. Ai lấy gấm tay dài 4X comment sale 79.000 luôn. Chị nào lấy gấm 4X comment sale 79 luôn. Con này bữa trước bán 110.000, 79.000. Rồi lên cho em lụa bò. Ủa sao máy tao mày lên được vậy? Ai nhắn tin nhóm mày vậy? Đâu có, chị Zalo mà. Gắm 4X cho Trúc Ly Trương. Nguyễn Ngân em mới nhắn Zalo cho chị là em á phải không? Trúc Ly Trương bò đó xe 79. Rồi lên cho em lụa bò mấy chị ơi, 60kg về em sale bò này cho mấy chị 59.000 nè. 59.000 comment cho em bò xanh dương 59.000. Thảo chốt cái bộ đùi xanh dương cho chị Hồng Hoa. Đùi xanh dương hả? Còn một bộ đùi xanh dương á. Đùi xanh dương hồi nãy là size 60-62kg nha chị Hồng Hoa ơi. Hồng Hoa 0789 0789 594074. Comment cho em xanh dương, xanh dương. Ai lấy bò xanh dương comment 60kg về sale bò này 59.000. Tay ngắn quần dài nha, xả luôn đi cho hết. Comment cho em bò màu xanh dương 59. Ủa đùi xanh dương. Ủa chị ơi, đùi xanh dương là 65.000 mà. 49 là gì chị? Đùi xanh dương là 69.000 nha. Ủa lộn, 65.000. Lụa bò cho chị Thủy Tiên kìa. Sale bò đó 59.000 đây, bò xanh. Nhỏ nhỏ xua à. Coi tivi im cái miệng được rồi, nói nhiều quá sao người ta nghe. Rồi comment cho em màu đỏ 60-62kg. Màu đỏ cho em mấy chị ơi, em sale 59.000 màu đỏ. Mới ghi 59 không? Cái nào không nhớ hỏi kỹ đây nha. Đừng có mày nhớ mày mãi ghi nha. Comment cho em bò đỏ đỏ. Lụa bò này em sale mấy chị 59.000 đó. Quá rẻ luôn, comment cho em bò màu đỏ. Rồi bò màu hồng. Trời ơi, lụa này trước là rất là hot luôn á. Màu hồng cho em bò xanh dương hết rồi chị ơi. Em còn màu đỏ với màu hồng 59.000. 60kg về giúp em. Mẫu này là mẫu gọn sống á mọi người. Em còn màu đỏ và màu hồng nha, 59.000. Còn màu đỏ và màu hồng. Chứ nào lấy đỏ hoặc hồng comment 59.000. Rồi lên cho em con lụa bò. Bò đỏ cho chị Hồng Hoa. Rồi comment cho em bò dơi. Có hai túi nha mấy chị ơi. Comment cho em bò màu xanh. Bộ này em xả cho mấy chị luôn 65.000 bò xanh. 60kg về comment bò xanh cho em, bò xanh. Bò này 60kg về luôn. Nhưng mà bò này là mai có túi nha mọi người. Hai túi trên á.
Mẫu này là tai cánh dơi giùm em. Mẫu này là tai cánh dơi. Comment cho em bò xanh nè, có hai túi đây, tai cánh dơi luôn. 65.000 bò xanh. Bò xanh 65.000. Rồi bò màu đỏ cho em. Bò màu đỏ cho em 65.000 luôn, bò đỏ. Chị Trinh Nguyễn ơi, nhắn tin qua giùm em cái nha chị Trinh Nguyễn. Em có nhiều chị khách lâu ngày vô mua em không có nhớ luôn, cho nên mấy chị nhớ inbox thông tin qua giùm em. Để mai chốt đơn không biết đường kiếm mấy bà. Mấy bà ơi, này xe 65.000 nè. Cho chị Trinh Nguyễn bò xanh 65. Bò xanh hết rồi chị Nguyễn bò coi, bò đỏ đi. Lấy cho em bò đỏ đi, bữa nay em sale quá trời nhiều luôn rồi, lụm về bận mấy bà ơi. Lên cho em bò đỏ, y chang bò xanh luôn, bò đỏ. Em xả 65.000 bò đỏ nè. 60kg về giúp em, 65.000 bò đỏ. Rồi lên cho em bò vàng. Bò vàng mấy chị ơi, 65.000. Em còn bò đỏ, bò vàng nha. Chị nào lấy thì comment giùm em. Rùa bò này đẹp lắm luôn. Hàng này em bán 85 mà giờ sale luôn 65 nha mấy chị đó. Em còn bò đỏ với bò vàng nha, 65.000. Rồi mấy chị ơi, em còn 4 bộ lanh lụa, bò vàng với kim chúc. Lanh lụa trung niên cho em 60kg về em sale luôn. Lanh lụa trung niên này giờ xả cho mấy chị luôn 75.000 nè. 75.000 giùm em nha. Bò đỏ cho chị Nguyễn bò. Chị nào lấy lanh lụa comment cho em 60kg về. Lanh lụa này xả cho mấy chị 75.000 nè, 75.000. Chị nào lấy bò này comment số 1 cho em, số 1. Ai lấy bông này comment số 1, lanh lụa trung niên 75.000, em còn 2 mẫu. Bò này em bán 85.000 á, giờ sale 75 luôn. Em còn số 1 và số 2 nha, chị nào lấy số nào comment cho em. Số 1 và số 2 75.000. Đi chơi nữa, nay đi chơi nữa nè. Không đi uống nước trà phải không? Nha, lanh lụa trung niên em còn được 4 bộ nha mấy chị ơi. Số 1 và số 2. Em sale bộ này 75.000 á, 60kg đổ về. Nói em còn 2 bộ số 2 và 2 bộ số 1. 65.000, ai lấy được thì lấy. Xả rồi. Rồi lên cho em một con áo thái mấy chị ơi. Áo thái 55kg về, xả luôn 39.000 áo thái. Áo thái cho em 55kg về 39.000. Rồi u mì đai nè. Mì boy, chị nào lấy mì mì boy comment cho em. Mì Becky, mì này là mì Becky nha mấy chị, xanh lờ. Em còn con xả luôn 79.000. 79.000 cho em mì Becky xanh lờ 79.000. Áo thái cho chị Nguyễn Thiện 39. Chị nào lấy mì comment cho em xanh lờ, xả luôn con mì này 79.000. Này cho ngốc nghếch 79. Con to một mấy bà ơi, 79.000 giùm em. Áo 39 hết rồi, dơ mì hết luôn. Đây cái con áo trung niên này. Cái con áo đá này em đang sale 39.000 nè. Con này bữa hổm chị nào mua rồi biết nè. Bây giờ em còn ít 55kg về nha. Em sale cho mấy chị áo đá gân này, em sale 39.000 nè. Vải cực kỳ đẹp luôn. Đây, chị nào lấy áo này comment số 1 cho em.
Trời ơi áo này xuất sắc luôn. Bữa hổm em bán áo này 55 ngàn á. Bây giờ em còn được 4-5 mẫu gì em sale 39 ngàn nè. 39 ngàn. Cái đá này mài chắc lắm luôn nha mấy chị. Đá này em giặt, em giặt máy giặt mà em hôm nay nó rớt hột luôn á. Comment cho em số 1. 55kg về cho em sale áo này 39 ngàn. Mấy bà lụm lẹ đi, cực kỳ đẹp luôn. 39 ngàn thôi đó. 39 ngàn cho em áo đá gân xịn sò luôn. Gân tầm á mấy chị, gân tầm á. Số 1 cho chị Nguyễn Mỹ Hạnh 39 ngàn thôi. Gân tầm nha mọi người, vải đẹp lắm. Ai lấy số 1, comment số 1 39. Áo này là chất lượng luôn. Rồi comment cho em số 2 nè. Số 2 cho em 39 ngàn số 2. Ai lấy số 2 comment 39. Chiều giờ không ăn cơm nước gì trơn á. Ai lấy số 2 comment. Rồi số 3 cho em số 3. Em xem áo gân trung niên này 39 ngàn nha số 3. Dập ly hết rồi em ơi, hết dập ly rồi nha. Số 3 cho em nè. 39 ngàn còn được 5 mẫu. Rồi comment cho em số 4. Số 4 cho em số 4. Áo đẹp lắm. Số 2 cho Gia Hạo nè. Số 2 cho Gia Hạo 39 nè. Đẹp cực kỳ luôn. Số 4 cho chị Kim Trúc nè. 39 nè. Số 4 hết rồi bà Hạnh ơi. Hết số 4 rồi Hạnh ơi. Hết số 4 rồi. Comment cho em số 5 đi. Hết số 4 rồi nha. Lên cho em số 5. Số 5. Dạ không. Con này 55kg đổ về. Chị không có tới 60kg. Số 5 giùm em số 5. Dạ không. 65kg không vừa chị ơi. Em con này 55kg về mà. Số 5 cho em. Đá trung niên này size nhỏ 55kg cho nên em mới sale 39 ngàn á. Chứ vải là cực kỳ đẹp luôn. Rồi comment cho em số 6. Số 6 cho em gân tầm mấy chị ơi. Đẹp lắm số 6. Chị Mỹ Hạnh lấy số 6 đi được nè Mỹ Hạnh ơi. Lấy giùm em số 6 đi. Áo này mấy chế mặc chứ cái gì cũng đẹp cho 39 ngàn. Rồi nha mấy chị. Em qua nha. 39 ngàn. Tại vì áo này bữa giờ em để nó trong em quên luôn. Với lại nó size nhỏ cho nên em cũng ít bán. Ok chị. Áo đẹp lắm 39 ngàn. Mua về đi mấy bà ghiền luôn. Chắc nó đẹp á. Nguyễn Mỹ Hạnh. Em hết áo nam rồi chị ơi. À áo nam còn. Nhưng mà size nhỏ không à. Đây em còn một quần leggy bé nè. Em còn một quần leggy bé tầm 20kg về. Em bán tặng cho mấy chị luôn 20 ngàn. Quần này là quần leggy bé mà là chất cô tông thái nha. 20 cho em 20. Comment cho em màu trắng. Lên cho em quần leggy 20 ngàn. Leggy 20. Leggy 20 ngàn dùm em. Rồi comment cho em bộ. Trời ơi bộ cánh tiên mấy chị ơi. Lên cho em bộ cánh tiên nha. Cánh tiên 55kg về trắng 20 cho chị Trinh Nguyễn. Lên cho em bộ đuổi xước cánh tiên cho em. Bộ này sale luôn 55 ngàn.
Bộ này 55kg về cho em 55.000 nha. Lên cho em bộ Quảng Châu 55.000. Còn em cánh tiên cũng được, cánh tiên 55.000 dùm em. Cánh tiên, cánh tiên nó sale 55.000. Rồi em còn hai bộ ngố nè, hai bộ ngố 60kg về, xả luôn cho mấy chị hai bộ ngố này 39.000. 60kg về cho em 39.000 ngố. Em còn hai bộ nha, hai bộ ngố 39.000. Bé đó em có bộ mới chơi, hai bộ ngố 39.000. Bé đó em có đúng một, em còn có cái một à, 39.000 giùm em. Ngố 39 cho chị Nguyễn My Hạnh một cái. Lên cho em bộ thái bò, thái bò sữa cho em form 52-53kg về. Thái bò sữa cho em mấy chị ơi, xả luôn bộ này 65.000 đi. 52-53kg về thái bò 65.000, quần dài thái bò 65.000 giùm em. Ai lấy thái bò 65.000. Rồi lên cho em chuột hồng size M, chuột hồng size M nha. Bộ này là bộ mango, mango dài chuột hồng size M, xả luôn 89.000. Giùm em 89.000. Lên cho em là một con mango dài size M 89.000. Năm lụa còn bộ dẹp chung luôn. Rồi comment cho em màu đen size 2X chuột cho Nguyễn Ngân 89. Comment cho em màu đen, bộ này size 2X, mango này xả 89 luôn nha. Đen này 60kg về cho em 89.000, màu đen mango và size 2X luôn. Màu đen 89.000. Đen 89. Ai nhảy vậy? Rồi lên cho em bộ đùi Quảng Châu, bộ này xả luôn cho mấy chị nè 55.000 nè, đùi Quảng Châu. Ai lấy đùi Quảng Châu comment cho em 55.000. Comment cho em đùi Quảng Châu 55.000 giùm em. Đùi Quảng Châu 55.000. Đùi Quảng Châu cho chị Kim Trúc xem 55.000, Kim Trúc. Rồi lên cho em bộ đùi 55 em mới rồi chị Trinh ơi. Lên cho em bộ phi lụa, phi lụa đùi mấy chị ơi, bộ này xả luôn cho mấy chị 50.000. Phi lụa đùi 60kg về 50. Lên cho em bộ phi lụa đùi, ai xin lỗi, phi lụa dài 50.000. 50 phi lụa giùm em, 50 phi lụa dài 60kg về xem 50. 50.000 nha, ai lấy xanh comment xanh 50. Rồi lên cho em một con riêng bé mấy chị ơi, phi lụa 50 cho chị Trinh Nguyễn. Lên cho em một con riêng bé size 35-40kg cho em, riêng bé size S nè, riêng bé giãn size S quần dài cho em nha. Em sale con riêng bé này luôn 55.000, hàng Quảng Châu bao đẹp luôn mấy chị ơi. Nè mấy chị coi nó giãn nè, 55.000 cho em 35-40kg riêng bé, riêng xịn luôn, riêng boy á, xe cho mấy chị luôn 55.000 riêng bé, quả đẹp lắm luôn. 35-40kg nha, 45kg được luôn. Em sale riêng bé đó có 55.000 á,
chất đẹp cực kỳ luôn cho chị Nguyễn Liễu. Rồi mấy chị lên cho em một con quần Quảng Châu, mấy bà ơi dập ly Quảng Châu. 55.000. Dập ly Quảng Châu cho em mấy chị ơi, dập ly Quảng Châu cho em 55kg về. Em sale con quần này luôn 49.000. Quá đẹp, 49.000 dập ly Quảng Châu. Sale 49.000 55kg về. Đây. Chị nào lấy con dập ly Quảng Châu comment cho em 49.000. Thôi 45.000 đi, bán 45.000 luôn. 45.000 giùm em u mì. U mì mấy chị ơi, em còn một con u mì nha, 55kg về u mì. Quần này xả cho mấy chị luôn 55.000 u mì. Xanh L, u mì xanh L nha, sale luôn u mì này 55.000. Ai lấy mì xanh L comment 55.000 mì anh L. Mì anh L cho em 55.000. Bé em hết rồi chị ơi. Rồi mì size S cho em 59.000 mì size S. Ai lấy mì đen trơn size S comment 59.000. Lên cho em một con mì size S. Bao đẹp luôn, 6 chai em quần u mì bao chất cho mấy bà luôn. Mì size S 59.000. Ý còn đây hai con mì size S là mấy bà ơi 50-52kg về. U mì 55 là size kia kìa. Quần đầu tiên á. Ừ. Chắc từ trên chắc xuống tự nhiên đưa con đó tuốt dưới nha bà. Rồi ghi cho Gia Hạo. Gia Hạo 55. Rồi mì size S cho Trinh Nguyễn 59. Quá đẹp luôn. Không em ơi, chị chốt cho chị kia rồi em ơi. Chị đâu có biết em lấy hay không đâu, chị chốt cho chị kia rồi. Rồi comment cho em còn một con mì size S 55.000 nè. Mì đen trơn size S cho em. À xin lỗi, mì đen trơn size S 59.000. Comment cho em một con đen size S 59.000 cho em số 2 đi, con này số 2 đi. Ai lấy con mì này comment số 2 cho em 59.000. Ai lấy số 2 comment số 2 59.000 giùm em. Rồi lụa tay dài 2X mấy chị ơi, tay dài 2X 60kg về nè, xe 75.000. 75.000 cho em. Chị nào lấy gấu vàng comment gấu vàng 75.000, mì size S 59 cho chị Nguyễn Liễu. Gấu vàng 2X xả luôn 75.000. 75.000. Áo thái có chị ơi, chị mua size nhiêu ký? Em có hai lô, một lô thái xịn là 59.000, lô thái thường là 50 là 40. Thái thường là đang sale 39. Comment cho em vàng 2X tay dài 75.000. Em xả dài cục lụa cái mấy chị ơi. Không chị ơi, không có 4X. Comment cho em màu đỏ tay dài cho em 2X luôn. Màu đỏ tay dài 2X này sale 75.000 luôn. 75.000. Em gửi tin nhắn hồi chiều. Em ơi, em gửi tin nhắn hồi chiều, em hỏi chị là có một bộ nữa thì lấy hai bộ, chị nói là chị không có nữa. Cho nên có một bộ chị không có chốt nha. Màu đỏ 2X luôn 75.000, đỏ 2X. 75 luôn. Tay dài á. Thôi bây giờ một là tắt tivi, hai là im cái miệng cho mẹ. Con vừa bắt tivi mà con vừa la nữa rồi sao mẹ la? Sao ngày nào mẹ cũng nói hết trơn mà không có làm được gì hết vậy? Tới giờ mẹ làm việc đáng lẽ là mẹ cho con đi về bệnh á, mẹ không có cho con ngồi đây đâu đó. Rồi comment cho em vàng lửng mấy chị ơi, vàng lửng 60kg về, vàng lửng nè. Chị nào lấy vàng lửng comment cho em lụa này, toàn bộ là lụa đẹp không mà em sale cho mấy chị đó. Lên cho em vàng lửng 65.000 xa 2X luôn. 65.000.
59 ngàn phải không? Còn còn mấy cái à, cũng không có nhiều đâu. Rồi von dập ly em còn bộ mấy chị ơi. Von dập ly 60kg về em còn bộ 70.000 luôn nè. Von dập ly. Ai lấy von dập ly comment 60kg về em xả luôn bộ này 70 nha. Von dập ly 70. Dập ly 70 giùm em. Ai lấy dập ly comment 70. Von 70 cho chị Trinh Nguyễn. Rồi lên cho em bộ chuột mấy chị ơi. Chuột này 60kg về chuột giùm em. Ai lấy chuột comment bộ này xả luôn 49.000 chuột xanh. Chuột xanh 49.000 giùm em. Chuột xanh 49.000. Hồng hết rồi, Von dập ly hết luôn rồi chị ơi. Dập ly đó có 1 bộ màu à. Ai lấy chuột comment 49 nha. Đây em còn bộ mango nè, em sale nè. Bộ mango 9 tấc cho em 60kg về mango. Bộ này xả luôn cho mấy chị 75.000 nè. 75.000. 60-62kg về mango giùm em. Mango này sale 75.000 luôn. 75.000. Chết cha ngày ăn hay chồng. Chị nào lấy mango em sale bộ này 75 luôn nha. 60kg về cho em, lên cho em mango 75. Rồi satin cho em mấy chị ơi, satin. Satin 60kg về cho em, bộ satin này sale 65.000 nha, 65.000. Bộ bò 65 nãy còn đâu, bộ bò sữa. Còn nha chị Quỳnh Cẩm Huyền ơi, còn nha, bò sữa trắng á. Còn nha chị Quỳnh Cẩm Huyền. Lấy đi bộ thái dài đó là 100.000 đó mà em sale đó. Quỳnh Cẩm Huyền có đơn sáng. Bỏ đó sale 65.000. Satin này xả 65 luôn á nha, satin đẹp luôn á cho chị Nguyễn Mỹ Hạnh nè. Bỏ này xả 65.000 cho mấy bà. Rồi lấy cho chị rồi nha. Này cho chị Nguyễn Mỹ Hạnh. Rồi chị nào lấy satin gấu comment 65.000 gấu. Rồi lấy cho chị rồi nha. Lên cho em bộ gấu mấy chị ơi, 65.000 luôn gấu nè. Satin đẹp lắm, 60kg về cho em bộ gấu 65.000 luôn gấu chưa chị ơi. Mai em mới chốt nha. Ai lấy gấu comment gấu 65.000 gấu. Gấu 65.000 cho em gấu. Ôi trời, cái mango 95.000 còn trên đó 1 cây nữa nè. Mango size lớn còn trên đó 1 cây, bữa giờ tưởng hết. Bởi vì bữa đó nó ở đâu bán nhanh dữ vậy. Satin gấu với gì hồng hoa 65.000 giá sale luôn. Sale cho mấy bà về bận luôn 65.000. Em có lô mango size đại nha, 60, 65 với 70kg nha. Chị nào có coi mango size đại thì nói em lên cho nha, 95.000 bộ. Rồi comment cho em bộ lụa thái tay dài mấy chị ơi, bộ này sale 75.000 nè. Ai lấy xanh comment xanh cho em 75.000. Lụa thái tay dài xanh 75. Ok chị Hồng Hoa em chốt rồi chị ơi. Chị nào lấy xanh tay dài lụa thái comment cho em 75.000.
Đeo 75 ngàn luôn. Xăng tay dài 75 giùm em. Rồi gấu tím này 60kg về bộ lụa 2 ít. Comment cho em gấu tím 70. Giờ ngày nào không về cô phải qua đây chứ. Comment cho em gấu tím 70. Gấu tím này 60kg về size 2 ít, xe 70 gấu tím. Đây. Quay vô không có gáo tắt nách đâu mặc vừa không? Comment cho em Thái cô trụ mới chơi Thái cô trụ. 50-52 ký về Thái trụ này xả luôn 45.000 Thái trụ. Thái trụ 45.000 giùm em Thái trụ. Thái trụ xe 45. Gấu tím cho chị Huệ Huệ. Xe bò đó 70. Gấu tím nó xe 70 á. Rồi lên cho em bộ Latin 60kg về. Bộ này xả luôn 70 Latin nè. Chị nào lấy Latin dài comment xả luôn 70 nha. Toàn là hàng xả rẻ bèo không luôn mấy bà ơi. 70.000 Latin. Latin tay dài cho em xin lỗi Latin 2X 60kg về. Xe bộ này 70 luôn Latin. Latin là hàng xuất sắc 70.000. Chủ 45 cho chị Thùy Linh. Thùy Linh Đồng Tháp. Ừ, lúc này có mình chị Thùy Linh nè. Hết lộn rồi. Rồi măng gò hoa nhí mấy chị ơi. Măng gò hoa nhí nè. Măng gò hoa nhí cho em mấy chị ơi 60kg về nha. Măng gò này xả 79.000 luôn nè. Măng gò hoa nhí 79.000 60kg về. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em 79.000 màu đỏ. 60kg về nha màu đỏ. Đỏ 79.000. Bà ngoại của nó. Bà ngoại của Nobita, mẹ của mẹ nó đó. Ừ, quen đi nhỏ mà. Rồi comment cho em áo hot đi mấy chị ơi. Lên cho em áo hot đi 60kg về áo này bán tặng mấy chị 35.000 nè. Hot đi 35.000 cho em. Xuất sắc luôn hot đi 35. Hoa nhí 79 cho chị Huệ Huệ. Mẹ rất là gọn gàng ngăn nắp luôn. Chỉ có con bây giờ là con quậy thôi. Comment cho em áo hot đi 35.000. Comment áo 35 giùm em. Rồi tay dài Quảng Châu em xả luôn 55 nè. 65kg về nè. Em xả bò này 55.000 nè. Chị nào lấy tay dài quần dài Quảng Châu comment sale 55 luôn. Bò này 65kg về 55.000 cho em nha. Chị nào lấy bầu Quảng Châu tay dài comment 55.000. 55.000 cho em Quảng Châu tay dài. Tí móc đi cho Gia Hạo 35.000. Ai lấy Quảng Châu tay dài comment 55.000 mấy bà ơi. 55.000 giùm em. Cho chị Kiều My Lê kìa xả luôn cho rồi đi. Nữa. Hay mét lắm. Nhiều mét chưa. Bộ 55 lấy cho chị cây nữa hả? Em còn màu khác được không chị Nhung Hồng ơi? Ơi bên đây đi, đây trên cùng cái xanh vàng. Chị ơi, bộ đó em ngót rồi, lấy giùm em bộ màu xanh này được không? Quảng Châu mà em xả 55 nè. Tay dài quần dài luôn. Đây.
giống ra mẹ con sạch giống đi sợ. Đây đưa chìa khóa cho bà kìa, sao bà đi kìa. Cho mang cho em xanh. Bà cầm gì bà lén bà đi nghe bà đi nhầm dữ cho em biết. Comment cho em màu xanh 55 ngàn mấy chị ơi. Bộ này rất là đẹp luôn. Em xả cho mấy chị luôn là 55 ngàn đó. Lên cho em màu xanh Quảng Châu 65kg về. Tay dài quần dài. Màu xanh màu hồng. Xanh gì nhung hồng xem 55 ngàn. Đẹp lắm mấy chị. Bộ này lấy về để dành bận. Rồi màu vàng cho em 55 ngàn màu vàng. Có nha, Gia Hậu có hất đi nha, màu vàng. Màu vàng này 55 ngàn luôn. Bộ Quảng Châu tay dài quần dài. Bộ này em đang sale rất là rẻ luôn mấy chị. Vải đẹp lắm luôn, thun Quảng Châu nè, em sale 55 ngàn á. Comment cho em màu vàng mấy chị ơi, 55 ngàn xanh cho chị Lan Tuấn. Lan có ghê. Comment cho em màu vàng. À, lấy vàng, comment vàng, sale 55 ngàn, bộ Quảng Châu nè, xả cho hết luôn á, 55 ngàn. Comment cho em màu vàng. Em còn hai bộ màu vàng đó. Với lại một bộ caro nè, 55 ngàn. Sáu lăm ký về. Ngày mưa mấy khai trương, mốt mấy khai trương chủ nhật lận. Bữa nay hả? Bữa nay nhiêu? À 17 hả? Ủa bữa tao đọc 17 hay nhiêu ta? 17, 19 ta? À vậy là nay hả? Vậy chủ nhật mình ha đi. Cho đi trước đi. Caro toàn đồ ăn nó ngon lắm. Caro cho chị Nguyễn Thiệt. Đọc trước chị với mẹ với Su với ba nè ghé ăn rồi. Mấy bộ trước mấy ghi nhiều. Ờ cùng loại đó bà ơi. 55 ngàn. Rồi qua cho em mấy chị ơi. Lên cho em bộ lụa đùi. Lên cho em lụa đùi mấy chị ơi, lụa đùi. Sale luôn 50 ngàn. Lụa đùi 52kg về. Đó. Lên cho em lụa đùi 50 ngàn 52kg về đùi. Ai lấy đùi comment đùi cho em đùi 50. Rồi lên cho em bộ lụa lửng mấy chị ơi, lụa lửng 60kg về, bộ này sale luôn 60.000 lửng. Ai lấy lụa lửng comment lụa lửng cho em 60kg về lụa lửng. Bộ này xả luôn cho mấy chị 60.000 nha, lụa lửng 60. Ai lấy lửng comment lửng cho em 60.000 lửng. Lên cho em lụa tay dài 2X 60kg về tay dài nha, 75 ngàn. Chị nào lấy tay dài 2X comment cho em 75 ngàn nè. Tay dài 2X 75k. 75k tay dài 2X giùm em. Xanh đen. Ai lấy xanh đen comment xanh đen 75. Rồi lên cho em bộ lụa tiểu thư lửng mấy chị ơi, lụa tiểu thư lửng 60kg về. Chị nào lấy tiểu thư lửng comment 65 ngàn. Màu vàng 65 ngàn cho em. Lửng 60 cho chị Huệ Huệ nè. Comment cho em tiểu thư vàng 65 ngàn cho em tiểu thư vàng 65 ngàn 60kg về. Lên cho em tiểu thư vàng 65. Rồi tiểu thư màu xanh cho em 65 ngàn luôn. Hai bầu lụa tiểu thư nha. Màu xanh màu vàng cho em 65 ngàn. Màu xanh màu vàng lụa tiểu thư nha mấy chị ơi, xả 65 á.
Bò này 57-58 kg là ok. Rồi em còn cục lụa lửng size M. Ai lấy lửng M comment sale luôn. Bò này 70 đi lửng M nè, 50-52 kg về lửng M. Ai lấy lửng M comment bò này xả 70 luôn. Chị nào lấy lửng M comment 70 lửng M. 665 cho chị Thùy Linh. Chơi di chuyền là có thiệt cái chưa. Má nó cũng quên trước quên sau chứ tốt gì. Comment cho em màu hồng. Bộ này là lửng M xe 70. Tại vì nói thật với mấy chị là tại vì một lô á em nhập số lượng rất là nhiều. Đâm ra nhiều khi em sale như vậy á là những cái hàng nó bị rớt size, rớt mẫu lại. Cái gì? Thôi còn phải lấy đó đi, nay làm biến xáo tới đó. Nay trong người rất vui rồi. Cục rồi cất đi. Đây bộ 55 em còn đây, hai bộ 55 này mấy bà ơi. 55.000 cho em bộ tay dài quần dài. 55.000 comment màu xanh cho em màu xanh. Alex xanh comment xanh cho em. 65 kg về comment màu xanh cho em nha. 55.000 màu xanh. Xanh 55.000. Mấy chị ơi, mấy chị có muốn coi quần không? Em lôi quần của em xả cho quần lộn xộn á. Bây giờ là quần còn nhiều đúng không? Em xe bà 55.000 bộ Quảng Châu. Chị nào lấy bộ này comment số 2 cho em. Ai lấy bộ con stick này comment số 2 55.000. Dễ thương lắm mấy chị ơi. Nói chung mấy bộ này tay dài quần dài, mấy chị nào uống kem xài kem á, mấy chị mặc mấy con thun Quảng Châu này vải mềm mịn lắm, nhẹ tanh nè. Chị nào lấy bộ này comment số 2 nha, 55.000 số 2 cho em. Rồi bộ giấy đùi này em xả cho mấy chị luôn. Bộ giấy đùi 55 kg về xả luôn 50 giấy đùi. Ai lấy giấy đùi comment giấy đùi 50.000 giấy đùi. Thì to nhắn tin chú Bình kia, chú Bình mai tranh thủ về sớm đi. Tắt hào đi. Comment cho em giấy đùi sale 50 giấy đùi. Bộ giấy đùi 50. Ê, lấy bộ lụa đùi 2X này cho cái chị gì ở trên đó còn bộ tao quên. Hả? Quỳnh Hạnh. Dở bên đây lên, dở cục gấu xanh nó lên. Dưới đó có con bộ lụa như Quỳnh Hạnh đây á, coi ra phải không? Quỳnh Hạnh có không? Nè. Ghi bộ đó 65.000 cho bạn. À 60 đi, ghi cho bạn bộ đó 60 thôi. Nè. Quỳnh Hạnh để lên đó đi. Mai chị chốt chứ bạn. Đây lụa em M mấy chị ơi, lụa em M. Lụa em M nha, bộ này sale 75.000 M nè, hàng mới tanh luôn nè. M 75.000 giùm em, 50-52 kg về em M. Comment em M cho em mấy chị ơi, lụa em M nha, 75.000 M. Rồi mấy chị ơi, em còn một mớ cái bộ đùi giá rẻ, chắc em lấy của em sale cho mấy chị luôn quá. Để chọc nhà quá. Có ai coi gì nữa không mọi người? Cục này cục gì bự vậy? Áo len hả?
Em còn cục áo len nè, em sale cho mấy chị luôn đi. Chờ áo nãy giờ hả chị? Nãy giờ em hỏi chị là chị mua size bao nhiêu ký? Em coi còn thì em lên cho. Chị mua áo thái xịn size nhiêu ký? Đây lên cho em áo len đi mấy bà, 55kg về áo len nè. Xả luôn cho mấy chị con len đen này đi. 39.000. 39.000 comment cho em màu đen. 55kg về 39.000 áo len. Lên cho em len đen 39.000, len đen 39.000. Ai lấy đen comment đen cho em nè. Con len này bữa trước bán 55.000 á, giờ sale 39 luôn. Thôi sale 35 đi, 35.000 đi cho chẳng tiền. Ai lấy len màu đen comment cho em 35.000. 35.000 màu đen. Mấy chị nhìn nó vậy khi mà mấy chị mặc vô nó sẽ giãn ra nha, 35.000. Rồi đây màu nâu này 35 luôn nè. 35.000 cho em. Nè. Mấy chế mặc vô nó sẽ giãn ra. Comment cho em màu nâu 35.000. Em còn mấy con len đó. Giấy đùi cho chị Như Ý Chương dục qua bên cái bịch ấy. Nay mời gì chắc tiếng nghe lấy. Giấy đùi đó sale 50. Ai lấy màu đen hoặc màu nâu comment cho em nha. Con len này sale 35.000 á. Len này sale 35 á. Đen cho kim tiền 35.000 thôi. Đen cho kim tiền à, nâu cho chị Nguyễn Thiện. Đây đầu dán vào đây đó Nguyễn Thiện. Rồi comment cho em con Tiểu Thư. Nâu 35 cho chị Yến Nguyễn. Yến Nguyễn hình như trong kia còn một cái áo phát hay là gì giống. Yến Nguyễn nâu 35. Nâu như chị Hoa Võ. Em có hai màu, màu nâu với màu đen đó nha. Em sale lên đó 35.000 á. Rồi em còn con Tiểu Thư nè, 55kg về con Tiểu Thư này. Xả luôn 39.000 cho mấy chị luôn. 39.000. Ai lấy Tiểu Thư comment sale 39. Quá đẹp, xuất sắc luôn. 39.000 Tiểu Thư. Tiểu Thư cho em 39.000 Tiểu Thư. Tiểu Thư 39. Rồi đem lên áo thái cho chị này coi. Thái xịn phải không? Tiểu Thư cho chị Nguyễn Thiện. Tiểu Thư cho chị Nguyễn Thiện 39.000. Rồi em lên áo thái xịn nha mấy chị ơi. Áo thái xịn 59.000 dùm em. Tiểu Thư đây em có một cái màu rồi mấy chị ơi. 39 nè. Thái xịn cho em 60kg về sale cho mấy chị áo thái xịn này 59.000 nè. Chị nào lấy trắng comment trắng cho em 59.000 thái xịn nha. 59.000 cho em 60kg về comment cho em màu trắng. Màu trắng cho em 59.000 màu trắng. Rồi comment cho em màu hồng. Chị nào lấy gấu hồng comment gấu hồng cho em 59.000 gấu hồng. Gấu hồng. Không em ơi, cái này nó có một cái màu à. Cái này hàng nó có một cái màu à. Rồi comment cho em màu gạch. 60kg về màu gạch. Chị nào nãy 58kg là lấy size 60kg giùm em nha. Tại vì thái xịn này em chỉ có size 60kg với size 55kg đổ về thôi. Comment cho em màu gạch, màu gạch. Thái xịn 59.000 màu gạch.
Hà Kim lên nói xịn rồi nha. Cũ sao? Rồi comment cho em màu gạch mấy chị ơi, em còn một cái màu gạch nữa nè. Chị nào lấy gạch này comment gạch số 2 cho em 60kg về số 2. Số 2 60kg về số 2 nha. Ai kêu em lên nói xịn em lên không lựa được cái này hôm qua nha chị ơi. À, em còn một lô đùi gạch số 2 cho chị Nguyễn Thiện. Thái này 59.000 vải đẹp lắm luôn. Nâu 35 cho Kim Tiền. Nâu lão lên nãy. Nâu 35 cho Kim Tiền cái. Rồi mấy chị lên cho em áo có nón đi. Áo Thái có nón này em sale 25.000 nè. Xanh 59 cho chị Trang Trần Củ Chi. Đây chị nào lấy Thái nón comment 60kg về. Áo này giờ xả luôn 25.000 còn mấy cái à. Nè chị nào lấy thì lấy nha. Áo đẹp lắm 25.000 à, bà đưa về nha. Comment cho em mấy chị ơi áo trắng. Trắng nón cho em đi 60kg về. Trắng nón này sale cho mấy chị 25.000 luôn. Trắng nón cho em 60kg về 25.000 trắng nón. Ê, em có màu trắng với màu đen nha mấy bà ơi. Em có màu trắng với màu đen nha. 25.000 á. Rồi chị nào lấy Thái xịn sắc nách comment cho em nè. Trắng nón cho chút chồng sale 25.000. Trắng chị nói là trắng nón 25.000 cho chút chồng. Chút chồng là chung với Kim Tiền đó. Rồi trắng nón với chị Hoa Võ. Có cái màu đen nữa nha. Chị nào lấy đen comment đây đen nha. Hoa Võ trắng, Hoa Võ đen luôn 25.000. Bị huyện cái trắng 25. Rồi hết nha mọi người. Lên cho em Thái sắc nách đi mấy chị ơi. Thái sắc nách xả luôn 50 nè. Áo Thái xịn nhưng mà cái này sắc nách 60kg về sale luôn 50. Ba lỗ á, áo ba lỗ á. Chị nào lấy hồng comment hồng cho em 50.000 thôi. Áo Thái xịn sắc nách sale 50 comment cho em màu hồng. Màu hồng 50 giùm em. Sắc nách Thái xịn nha mấy chị ơi, 50.000 màu hồng. Rồi màu vàng nè, 60kg về, 60-62kg về. Màu vàng cho em màu vàng. Sắc nách này mặc đã lắm nha, 50.000 em sale đó. Thái xịn này là 59.000 đó, màu hồng, màu vàng. Màu cam 50.000 nha, em còn 4 cái. Màu cam nè. Về sale 50. Rồi màu hồng ruốc. Sắc nách em còn 4 cái nha. 50.000. Rồi qua. Dạ mai ghé thì cứ kêu nha chị ơi. Ngày mai nói chung là sắp xếp ghé giùm em từ 8 giờ, 9 giờ, 9 giờ cho tới chiều là có em ở nhà hết. 9 giờ, 9 giờ sáng. Đừng ghé, đừng có ghé 7, 8 giờ, nhiều khi lúc đó em còn đi chợ. Rồi, ai coi gì nữa không mọi người? Nay thứ mấy, nay thứ 6 hả? Có thể mai nghỉ bữa nha mấy chị ơi. Có thể mai nghỉ bữa, để coi tình hình coi, mai nhà em có tiệc, để coi tình hình coi. Nếu mà em làm xong sớm thì em like. Rồi mấy chị có coi gì thêm nữa không mọi người? Coi gì thì em like chút xíu nữa cho. Còn không em xuống like à.
Lại sáng giờ mệt rồi mấy bà ơi. Ờ quên nữa. Cái áo nắng bé này em bữa nay em sale nè mấy chị ơi, áo nắng bé nha. À, 30 cho tới 45 kg. Áo nắng bé cho em mọi người. Áo nắng bé cho em từ 30 cho tới 50 kg luôn á. Nè. 30 cho tới 45 kg. Nắng bé này bữa nay xả cho mấy chị luôn 39.000. Ủa. À, Phan để em nhớ rồi coi. Bữa hả em mới bán 55 xả 45.000 mấy chị ơi, 45.000. Đây. Nắng bé cho em vải đã lắm nha, vải lanh á, vải lanh đó mấy chị. Nè nó có khẩu trang luôn nè, vải rất là mịn mát luôn. Em sale cho mấy chị 45.000 áo nắng bé từ 30 tới 45 kg. Đó. Chị nào lấy nắng bé comment cho em sale cho mấy chị 45.000. Dạ ok chị. Tại đơn chị bữa nay mới đi hai đơn rồi. 45.000 cho em có đủ màu nha mấy bà ơi. Màu xanh nè, nhiều màu. Đây. Xanh đậu nè, màu xám nè, màu đỏ, màu xanh dương, màu hồng sọc, với lại gấu màu vàng. Nắng bé này em xả 45.000 á. Đẹp lắm, vải đẹp cực kỳ luôn, 30-45kg. 45.000. Đây gấu nè. Tay nó cũng có sỏ ngón cũng ấy nha mọi người, y chang áo nắng người lớn mình thôi. 45 45.000. Y chang áo nắng người lớn mình thôi, nay em xả ra 45 á. Đó, chị nào có lấy, chị nào muốn coi thì em mở tiếp cho nè, nói gì nè. 45.000 nắng bé. Ra qua nha mọi người. Like tiếp cho mấy bà gì đi, em cũng biết like gì nữa mấy chị ơi, thôi nghỉ mấy chị ơi. Qua đây. Rồi nha, tối nha mấy chị ơi. Mai mai em chốt đơn xong rồi, nếu mà kịp thì em like. Rồi nha mấy chị, vậy tối nay like tới đây nha. Mấy chị không có comment gì, không có tương tác, em cũng biết là mấy chị có muốn coi gì không nữa. Em không thấy chế nào nói gì hết trơn á. Nếu mà không có gì thôi em xuống like nha mọi người. Chị coi cái hồng. Ừ. Sao vậy ghiền mà nói vậy hả? Nằm lên hả? Tại vì tôi mệt mấy bà ơi, khách đông này khách đông, nhưng mà tùy theo sức khỏe của tôi làm việc mấy bà. À, mở cho chị coi cái màu hồng á, chị Mỹ Linh Nguyễn lấy đầm len nào, lấy một cục đầm len nào. Khách đông thì đông, nhưng mà em tùy theo sức khỏe của em làm mấy chị ơi. Chứ em gán quá mơ em nằm chỗ luôn cũng vậy à. Rồi đây màu hồng nè chị Mỹ Linh Nguyễn ơi. 45.000 nè chị Mỹ Linh Nguyễn màu hồng nè. Cái đầm len mẫu hồi nãy chị vừa gỡ ra rồi, lấy cái đầm nó bán. Trời áo này chất quá đẹp luôn, em sale 45.000 là quá rẻ luôn á mấy chị ơi. Áo nắng bé nè. Đầm len nhà tôi bà nào nhận hàng rồi biết chất rồi đó.
Nhưng mà tối nay tôi sẽ xả đầm cho mấy bà, tại vì còn ít mẫu quá, xả cho hết luôn. Đầm len bữa bán là 89.000 phải không? À, bữa nay sale cho mấy chị là 79.000 một cái đầm len thôi. 79.000 thôi đó. Em sale đầm len 79.000, chị nào mua rồi biết. Đây, cái này là cái bữa em mặc nè. 55kg về cho em. Đầm len 79.000. Không cái gì, Mỹ Linh Nguyễn 45 bắt qua đi con. 55kg về, comment cho em số 1. Đầm len này em sale cho mấy chị 79.000. Đầm này mấy chị mua ngoài là phải 100 mấy cho lên. Vả len mong tu ghi cực kỳ đẹp luôn. Số 1, 55kg về số 1 cho em. Sale cho mấy chị nha, 79.000 số 1. Một cái gì bùi đi hẹp 79.000. Em mặc vô cho mấy chị coi luôn. Bữa nay em mặc bộ này, bộ đùi này, không biết bữa nay em lên form được không đây. Tại vì cái mấy cái bộ, mấy cái đầm len này phải mặc lên cho mấy chị nhìn thấy cái form nó mới được. Đầm mông tu ghi mấy chị ơi, vải đẹp lắm. Rồi em còn một cái rộng nha. Em còn một cái đầm len rộng nè. Đầm này khoảng 60kg về. Con đầm này em sale đi. Con đầm này em sale luôn 60.000. 60.000 comment cho em màu trắng. Màu trắng 60kg về cho em 60 luôn. Này thì trắng trơn bình thường đơn giản thôi, sale 60. Ai lấy trắng 60kg về comment cho em 60.000. Tại vì nay còn đầm ít không nào, cho nên cái nào em xả được em xả luôn cho mấy chị. Rồi cái đầm này nó có cái dây này, em không biết nó cột cái gì luôn. Cái dây này rất là dài luôn nha. Con đầm này sale đi nè. Nè, chị nào thích á thì không thích về, mấy bà cắt cái dây bỏ luôn cũng được cho tôi đi. Con này tôi sale 50 nè. Form này 60kg về nè. Mà không biết hai cái dây này nó mai chi dài dữ tôi không biết luôn. Bà nào thích thì xài, không thích về cắt bỏ giùm tôi đi. Tôi sale con này cho mấy bà 50.000 luôn. Đó, 60kg về 50 luôn đây. Năm chục ngàn cho em đầm lên 50. Con này sale 50 nha. Về cắt dây bỏ cũng được, tùy mấy chị 50. Rồi lên cho em một cái màu vàng 79.000. 55kg về. Trời ơi đẹp ghê chưa. Lên cho em một cái màu vàng 55kg về 79.000 màu vàng. 55kg về. Chị Phương Mai ơi, em bán cho khách em xưa giờ là vậy nha chị ơi. Mấy chị mua về thí dụ như không vừa, mấy chị chia lại giùm em. Chứ bây giờ mấy chị lên mấy chị nói vậy giống chẳng khác nào giống như em bán gian lận. Bây giờ mấy chị mua size thì phải trừ hao. Em đã nói hoài mấy chị 50kg phải mua size 55kg. Em nói rất là kỹ trên live luôn. Mấy chị mua sát nút về mặc không vừa. Em có những khách 50-52kg người ta vẫn mặc vừa. Trời ơi, nhiều bà cứ mua về nhích 1-2 size 50kg phải lấy đúng size 50kg. Mình mua hàng online mình phải nhích size chứ. Rồi lên cho em màu trắng nè, 55kg về màu trắng cho em. Lên cho em màu trắng 55kg về sale luôn 75.000. Tắt đi xui, tắt cho mẹ được rồi. Mẹ không muốn nghe nữa. Âm sầm quá rồi, 9 giờ rồi. Đi về bển. Thức khuya nhưng mà đi về bển chơi đi. Comment cho em màu trắng 75.000. Tắt luôn cái này. Màu trắng 75.000 cho em. Nãy giờ tôi quên coi đồng hồ nó 9 giờ rồi. Trắng 75 nha. Rồi chị nào lấy màu da comment cho em 55kg về 75.000 luôn. Màu da. Em lên nằm len đẹp vậy không chứ nào lấy em qua nha. Em không lên nữa nha. Màu da cho em mấy bà ơi, 75.000 màu da.
Em like cục len nè mấy bà ơi. Màu da 75 ngàn. Da cho Kim Lam. Ok chị. Lên cho em cái đầm cổ lọ nè mấy bà. Hả? 55kg về lên cho em đầm này sale 55 ngàn luôn. 55 ngàn cho em. Nó giống như là một cái áo khoác ở trên vậy đó. Sale luôn đầm này 55 ngàn, 55kg về. Ở dưới là lụa satin, ở trên là áo len. Lên cho em đầm phối 55 ngàn đầm phối. Bán hàng online là nghề làm dâu chăm họ. Em nói thiệt luôn, bà nào mua về mà đẹp quá mặc vừa thì rẻ quá rẻ. Bà nào mà về lỡ xui xui mặc không vừa cái là nhắn tin mắng vốn. Em nói mấy chị hoài à, thậm chí ngay cả em mua hàng online cũng vậy. Em 50kg em phải mua size 55kg. Mua 50kg về mặc không vừa. Nhiều khi mình rộng mình còn bóp lại được, mà mình mua chật rồi là mình phải đem chia hoặc đem cho. À, cổ lọ cho Dương Yến. Dương Yến bỏ riêng qua đó đi, đơn của bả không biết sao giờ đây. Cái đó xem 55. Rồi chưa kể nó mấy chị. Nhiều khi cơ địa mỗi người khác nhau. Cùng một bộ đồ, một chị 50kg một mặt vừa, một chị 55kg mặt không vừa. Lý do là sao? Nhiều khi cái chị này bụng bự, chị này ngực bự, chị này đích bự. Nó sẽ có nhiều cái trường hợp mặt vừa hay không vừa. Cùng một cái bộ đồ đó mà bà 50kg mặt vừa, bà 55kg mặt lại không vừa. Hoặc là bà 55kg mặt vừa mà bà 50kg mặt không vừa. Đó, cho nên mấy chị mua hàng online, mấy chị gán để ý giùm em, mình mua phải mua nhích size. Chỉ trừ trường hợp như chị nào kêu là tướng giống như người mẫu luôn á. Cái tướng như người mẫu á thì mua hãy cùng hãy mua đúng size. Còn cái tướng mình giống như có một cái gì đó cho bự cho nhỏ gì đó thì mình phải mua nó nhích size lên. Em like lúc nào em cũng nói như vậy hết trơn á. Rồi lên cho em sọc nè. Ai lấy sọc comment cho em 56-57kg về có 2 túi luôn. Lên cho em đầm sọc nha, 75 ngàn. Đầm sọc cho em 75 ngàn. Lên nhà em là bao đẹp cho mấy chị, mới vừa bán 89 ngàn giờ sale 75 á. Lên cho em đầm sọc 75 ngàn, sọc. Sọc cái gì Trầm Hưng Phú sale 75 luôn. Trời ơi, chứ bây giờ mấy chị, em cũng là người bán hàng thì em cũng bán theo size nhà lò đưa. Hoặc là khách em đưa, thậm chí bản thân em mặc thử để biết size nó khoảng bao nhiêu ký. Chứ cũng đâu có thể nào chính xác 100% được, cho nên mấy chị cũng thông cảm ở cái chỗ đó giùm em. Rồi lên cho em màu trắng. Màu trắng này 60kg về cho em màu trắng nè. Lên cho em màu trắng nha, đầm này sale 65 ngàn. Lên cho em màu trắng 65 ngàn. Trắng 65 ngàn cho em trắng. À lấy trắng 65 comment, tôi là chị cái màu vàng thôi. Cái màu vàng này đẹp như vậy mà tôi like, không bà nào lấy cái màu vàng này trời. Màu trắng này em sale 65 nha. Màu vàng này em sale 75 nè. Trời ơi cái chất nó đẹp mê luôn. Màu vàng này sale 75 nè. À lấy vàng comment cho em 55kg về 75 ngàn. Lên cho em màu vàng 75. Tức thiệt chứ, cái đầm len đẹp dây mà không bà nào lấy. Tôi mà chồng vô đẹp tôi lấy tôi bận luôn. Tại vì quan trọng là cái chất len rất là đẹp mấy chị. Chất len đẹp lắm. Nè, chất len cực kỳ đẹp luôn. Ôi con này em mặc hơi rộng. 55kg về nha, tại em 52kg. Nè, chất người ta còn co giãn thoải mái mấy chị ơi, len còn co giãn. Con này chị nào tròn tròn với 60kg được luôn. Được luôn, 60kg mấy bà ơi. Đẹp, chất len đẹp lắm. Ôi con này mặc vô nhìn cũng được quá ta. Ý là đang mặc trong nguyên bộ đồ á. Con này 58-60kg được luôn. Được luôn nha mấy bà. Rồi à, em còn nữa mà em thôi gắn lấy cục nữa đi thôi. Cục bên kia đi, cục có sọc sọc đi. La cho mấy ba cục nữa đi. Rồi vàng 75.
phải đẹp lắm luôn nha mấy bà, giá đẹp cực kỳ luôn á. Xem mấy chị 75.000 á. Đồ bộ đi chị, đồ bộ like muốn băng cành xí quách rồi em ơi, giờ này chị sắp xuống like rồi. Rồi chị nào lấy trắng comment trắng cho em. 55kg về lên cho em trắng. 55kg về nha mọi người, phải đẹp lắm. À lấy trắng comment trắng cho em 55kg về. Vậy có chị nào coi đầm len nữa không? Không coi thì em qua luôn. Đồ bộ like hoài em ơi, đồ bộ nghỉ bữa đi cưng ơi. Trắng cho em 75.000 trắng. Đầm len này không đẹp không lấy tiền. Không đẹp không lấy tiền luôn cho bà Dương Yến. Rồi Dương Yến bỏ ra, Dương Yến chưa chốt đâu. Bà còn 2 bao bánh nữa kìa. Rồi comment cho em màu da đi mấy chị. Màu da này phơm đuôi cá giùm em nha. Màu da này 58kg mà phơm đuôi cá nè. Chị nào lấy màu da comment đi, da này sale cho 65.000 thôi. Phơm này phơm đuôi cá giùm em. Màu da 60kg 65.000 luôn. Hàng này mấy chị dư sức ra 100 mấy luôn á. Hàng này á, đầm len này phải 100 mấy á. Màu da 60kg cho em 65.000 màu da. Dạ ok kìa chị. À, chị thích cái này lắm luôn nè Thảo. Mà chị lùn quá trời lùn luôn. Cái đầm cổ, cái đầm 2 dây này đẹp lắm nha mấy bà. Đầm 2 dây này chị Thảo ốm mớm cao cao là mặt cực kỳ đẹp luôn. Body, body. Body cho em nè. Cho chị Mỹ Linh Nguyễn màu da 65. Cái đầm này là dạng 2 dây á mấy chị. Body á. Mà em bụng bự quá em mặc con này không được. Em sale cho mấy chị con body này luôn 60.000. 60.000 body 50-52kg về. Cái này mình không. 60. Thế nào? Mỹ Linh Nguyễn. Hả? Thành phố này là không, Mỹ Linh Nguyễn. Mỹ Linh Nguyễn ở Bạc Liêu á. Chừng nào chị nói Mỹ Linh Nguyễn thành phố thì mới là Mỹ Linh Nguyễn thành phố. Đây nè, đơn má nằm đang đóng em mang chốt cho nó. Hồi chưa là đi dục má đó. Rồi lên cho em một con màu xanh. Màu xanh 50-52kg về màu xanh cho em. Coi đầm len đẹp mấy bà. 50-52kg về màu xanh này sale luôn 65.000 xanh. Ai lấy xanh comment xanh cho em 65.000 xanh. 50-52kg về. Màu xanh cho em 65.000. Đầm len này lô này là xuất sắc luôn mà giờ còn ít quá trời luôn. Rồi 60-62kg. Ôi con này 65kg mặc được luôn, lên cho em sọc. Con này 65kg luôn nha mấy bà ơi. Comment sọc cho em đi, sale luôn 65.000 sọc. Con này 65kg nè. Ở sau nó có chéo dây nha mọi người. À lấy sọc comment sọc 65.000 sọc. À chị quên lên len không mua tôi quýnh à nha. Đầm xanh cho chị Trang Trần, Trang Trần Củ Chi. À lấy sọc comment sọc cho em 65kg về. Đầm xanh đó 65.000 thôi. Sọc 65kg đó em kêu 65.000 luôn á. Sọc. Rồi lên cho em một cái màu kem mấy chị ơi. Dễ thương không? Màu kem cho em 55kg về 75.000 màu kem. À lấy kem comment cho em 75.000. 55kg về màu kem cho em 75k. Màu kem, màu kem. Màu kem cho em 75k. 55kg về. Màu kem cho em. Màu này kêu màu da cũng được mấy bà ơi. Màu da. Rồi lên cho em len mẫu phối. Phơm này 60kg về cho em phối nè. À lấy phối comment phối cho em đầm này 60 luôn đi. Phối dập ly luôn mới ghê chứ. 60kg về. Comment sọc cho em đi 60kg về sọc.
sọc 60kg về cho em 60.000 luôn. Rồi hết nha. Comment cho em màu nâu 75.000, 55kg về nâu. Màu nâu này giống cái màu da vừa rồi á. Ai lấy nâu comment nâu cho em 75.000 nâu. Nâu 75.000 giùm em. Rồi thôi tối nay em lo tới đây rồi mấy chị ơi. Mà chắc nghỉ bữa xa hơi đi mấy bà ơi. Ủa mai thứ bảy hả? Trời à, thứ bảy nghỉ uổng lắm nè. Rồi 55kg về Alex B, comment B cho em. Đầm này đẹp lắm luôn nha. Lên cho em con Bi 55kg về 75.000 Bi. Alex B comment Bi cho em 75.000 luôn. 55kg về comment cho em Bi. Đẹp quá Bi. Rồi con này ra bán được đúng một cái không? Mấy bà ác chim nhỏ. Rồi lên cho em màu đen 55-57kg về màu đen cho em. Đen nơ, đen nơ. Ai lấy đen nơ comment cho em 55-57kg về. Con đen này đẹp quá ha. Ờ đúng đẹp luôn á. Đúng đẹp luôn. Màu đen là lúc nào cũng hấp dẫn người dùng mà. Rồi thôi xuống like mấy bà ơi. Con đen này thuộc về tôi rồi mấy bà ơi. Bán chi rẻ bèo, bán chi. Để quá hả, mua con đầm đen hả, mấy trăm ngàn. Màu đen phải giặt riêng, bỏ vô máy giặt chung với mấy kia nó dính lông, đừng có nói tới luôn. Rồi nha mọi người. U cha, chị dành đen với em đó, chị Mỹ Linh Nguyễn. Chị dành màu đen với em nữa hả? Màu đen em định là em lấy em bận mà chị dành màu đen với em sao? Đẹp không mấy chị? Xuất sắc luôn, 75 ngàn. Đen em định lấy em mặc đó chứ ơi. Đẹp lắm luôn, quá trời luôn. Thôi, chị là em mới chia đó nha. 75 ngàn á. Thôi để cho chị đi. Dành với chị chửi nữa. Nói chung là những con len này mấy chị mặc vô nó sẽ giãn ôm ra, giãn đẹp lắm luôn. Cho chị Mỹ Linh Nguyễn, chị mặc con này chắc hơi bị đẹp luôn. Rồi thôi xuống like nha mọi người, cảm ơn mấy chị nha. Có gì chị nào nhớ bấm theo dõi dáng là như cực 75 nha. Bấm theo dõi trang của em nha mấy chị ơi. Ngày mai chắc buổi chiều like chút xíu á, buổi chiều chắc từ khoảng chắc 2 giờ chiều em sẽ like tới 5 giờ chiều ngày mai nha. Ngày mai em sẽ like từ 2 giờ chiều cho tới 5 giờ chiều đó. Rồi chị em mình tranh thủ mua chiều tối ngày mai em nghỉ một bữa nha mọi người. Rồi giờ em xuống like, cảm ơn mấy chị nha. Bye bye mọi người nha, chúc mấy chị ngủ ngon nha, bye bye.